Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 4, tên quốc tế là bão Noru, tại tỉnh Quảng Trị và họp trực tuyến với các tỉnh Trung Bộ về tình hình ứng phó với bão. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến thăm các hộ dân bị lốc xoáy tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, một cơn lốc xoáy quét qua, làm tốc mái và sập 300 nhà dân và lều quán, trong đó có 2 nhà sập hoàn toàn, 4 người bị thương. Phó Thủ tướng đã thăm hỏi động viên người dân vượt qua khó khăn do lốc gây ra. Phó Thủ tướng cũng biểu dương tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng cử lực lượng về giúp dân dọn dẹp nhà cửa. Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra khu neo đậu tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, thăm nơi di dân tránh bão tại trường tiểu học Triệu An. Tại đây, Phó Thủ tướng động viên người dân vượt qua khó khăn. Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã họp trực tuyến với 8 tỉnh thành phố miền Trung. Tại buổi họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo một số biện pháp triển khai ứng phó với bão số 4 như sơ tán người dân, bố trí chỗ ở tại nơi sơ tán mới, tình hình vận động người dân sơ tán cụ thể tại các địa phương, việc bảo vệ các công trình trọng điểm, các công trình quan trọng ảnh hưởng đến đời sống người dân như trụ sở, đường xá, bệnh viện, hệ thống điện, chuẩn bị lương thực thực phẩm cho người dân, công tác triển khai ứng cứu các địa phương bị chia cắt khó khăn. Các địa phương ứng trực với sự cố trên biển, biện pháp trước mắt thiết thực để đối phó với trận bão đang đến gần. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tận dụng từng chút thời gian còn lại để hướng dẫn người dân, không được để bất cứ người dân nào ở trên tàu, thuyền, để thuyền sáng đèn. Không để người dân bị tai nạn thương tích, nguy hiểm tính mạng vì ở trên tàu. Đề nghị lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương rốt ráo kiểm tra tại các địa điểm neo đậu tàu thuyền. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu các phòng trực tuyến mở suốt đêm để kịp thời cập nhật báo cáo tình hình bão cụ thể.